Daisy Phạm USA Cuộc Sống Mỹ xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn ngày cuối của năm Nhâm Dần. Daisy đang đi giữa thành phố Chicago của tiểu bang Illinois. Tết năm nay, gia đình của Daisy quyết định đón Tết cùng với gia đình của người em ở tiểu bang Illinois. Gia đình Daisy đã bay từ thành phố San Jose, California đến thành phố Chicago, tiểu bang Illinois. Giờ bay là khoảng 4 giờ 5 phút đó quý vị. Hiện giờ thì gia đình của Daisy đi ra khu vực để xe, lấy xe để mà mình đi chợ. Thì mình đi một cái chợ mà được gọi cũng là chợ, một trong những chợ châu Á lớn ở thành phố Chicago đó quý vị. Thì Illinois là một trong những cái tiểu bang mà xếp vị trí thứ 6 về mật độ dân số ở nước Mỹ. Nhưng quý vị, tiểu bang đầu tiên đó là California, rồi đến Texas, đến Florida, New York, Pennsylvania, đến Illinois, sau Illinois đó là Ohio. Chicago là một trong những thành phố lớn của tiểu bang Illinois và xếp vị trí lớn thứ 3 trong các thành phố lớn của Mỹ. Thành phố đầu tiên đó là New York của tiểu bang New York, Los Angeles của tiểu bang California, rồi đến Chicago đó chính là của tiểu bang Illinois. Sau thành phố Chicago đó là Houston của Texas đó quý vị. Thì gia đình của Daisy đi về một cái chợ trong cái thương xá Đại Nam, cái tên chợ là chợ Thái Nam. Thì cái người em của Daisy mà muốn nấu những cái món ăn truyền thống á, mà thuần Việt á, thì thường hay đi cái chợ này. Bởi lẽ là gia đình của người em nói rằng đi cái chợ này thì nó có nhiều cái gia vị, nó đủ để mà mình có thể cần thiết để mà nấu món ăn hơn. Còn nếu như mà gia đình người em của Daisy thì ở cái thành phố là Bolingbrook thì có thể đi chợ Sài Gòn hoặc chợ Phan Thiết cũng được. Lái xe cũng tầm 40-45 phút. Nhưng hôm nay thì sẵn mình đi một vòng của thành phố Chicago nên mình đi chợ Tài Nam luôn quý vị. Ở video trước thì Daisy đã làm là chợ Tết trước thềm Xuân Quý Mão 2023 của người Việt ở khu vực Bắc Cali, tức là Grand Century, nằm trong Việt Nam Town của thành phố San Jose đó quý vị. Thì bây giờ Daisy muốn xem thử cái không khí chợ Tết, cũng như là xem còn những món đồ gì còn lại của ngày cuối năm trong cái chợ Tết ở thành phố Chicago. Bây giờ thì đã tới thương xá Đại Nam rồi đó quý vị. Đi vào chợ Tài Nam nha quý vị. Đây, đây là lối đi vào. Đây là lần đầu tiên Daisy đến tiểu bang Illinois, thành phố Chicago. Nên đây, cái chợ này cũng là cái chợ đầu tiên mà Daisy đến. Vừa bước vào chợ thì Daisy có thấy cây mai. Mỗi lần đi đâu mà mình thấy có cây mai thì mình thấy rất ấm lòng. Mặc dù nó là mai giả nhưng mà cái màu của mai lúc nào cũng vàng, nhìn rực rỡ, nên mình thấy đâu đó cái không khí Tết. Và ở đây là họ có những cái lồng đèn pháo để mà trang trí trong cái lối đi vào, nhìn cái sắc xuân. Và xa xa thì Daisy thấy là những cái chậu mây giả đang bán. Và nhạc xuân, nhạc xuân là mọi người đang mở ở trong chợ nha quý vị. Đây, đây là những gì Daisy nghĩ còn lại của cái ngày cuối năm Nhâm Dần. Và bên này huệ đỏ. Còn theo như Daisy vừa nghe một chị người Việt Nam đi chợ, chị chỉ nói rằng là không còn gì, chỉ còn huệ và cúc thôi, gần như là hết đồ rồi. Như vậy thì Daisy đoán là chắc tuần trước thì chắc chợ này cũng đã bán rất nhiều những cái món truyền thống ngày Tết để cho những bà con người Việt ở Mỹ có thể chuẩn bị cho Tết Quý Mão của mình. Bên này là mình thấy là những cái phong bì lì xì. Đó là những điểm mà Daisy thấy. Như vậy là có hoa, có những cái món đặc trưng của ngày Tết, bao lì xì, hoa mai, hay là những cái thỏi vàng giả để mình để mình trang trí thường là trước bàn thờ đó, để mình chúc mừng cho một năm xuân tết đó quý vị. Đó là cúc. Đây, cúc. Thì đi thử xem còn gì, chậu cúc nhỏ này còn. Đây. Như vậy là Daisy thấy ra chợ còn cúc. Còn những cái gian hàng ở chợ thì nó cũng giống như bao chợ khác thôi quý vị. Cũng những gian hàng, những
cá mắm, những cái đồ khô thì Daisy nghĩ là chợ nào cũng giống chợ nào thôi. Bây giờ Daisy đi qua gian hàng rau và trái cây xem thử trái cây còn lại cái gì nha quý vị. À, đây thì thấy là trong chợ còn có quýt nè, ổi nè, quýt ổi, và nhưng mà cũng không có nhiều, những cái giỏ trong chợ thấy nó cũng lưng lưng đó quý vị ơi. À, còn có táo nè, lê, và nói chung là Daisy chưa thấy những cái trái cây của mâm ngũ quả hay là những trái cây của mâm ngũ quả đã được bán hết rồi trước ngày Daisy đến. Tại vì thật sự hôm nay là cái ngày cuối của năm Nhâm Dần mà quý vị, chắc bà con cũng đã tranh thủ đã mua hết rồi, để mà mình có những món trái cây mình cúng trời đất hay mình thắp trên bàn thờ theo như cái truyền thống của cái Tết người Việt mình. Daisy thấy như vậy là trong chợ Daisy thấy còn cúc nè, những cành mai giả nè, những phong bì lì xì nè, những cái thỏi vàng bằng nhựa. Bên này trái cây thì có dưa hấu nè quý vị, còn chuối nè, chuối dưa hấu. Daisy thấy hình như trong chợ còn có bánh tét quý vị ơi. Như vậy Daisy đã đi nhanh một vòng ở chợ Tài Nam rồi. Bây giờ thì ngày hết và Tết cũng đến bên thềm rồi. Daisy xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm Quý Mão thật hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.